Đây là một cái tờ giấy hẹn hò của em. Một chuyến spa. Wow. Bạn nữ số 4 muốn đi cùng em. Bạn nữ số 4 hỏi. Ê, bạn mời anh số 4. Hả? Tiếc. Bạn mời anh số 4. Mùi trà gì không? Anh do cái vụ mà anh không nghe được mùi trà. Tại vì một phần ở Việt Nam mình cũng ít uống trà lắm. Hay vọng. Thật là hồi hộp. Mình sẽ... Ok. Anh không biết là mình ngâm chân về trong bao nhiêu lâu rồi. Không biết nữa. Mình nghĩ là khi mà đến cái thời hạn chính xác thì sẽ có bên tư vấn người ta ra, người ta chỉ mình tiếp. Nhưng mà anh đang thắc mắc vì sao nó màu tím. À, thế này là có nghĩa là nhiều khi là cái dược phẩm. Với lại cái công trình này thứ nhất làm thư thái, với lại cái phần dây thể thần kinh ở dưới á, nó làm cho anh kiểu như là nó thoải mái hơn. Rồi giống nữ hoàng không? Sao không? Mày hậu cái đó. Anh cũng thật sự rất cảm ơn khi mà em dành cái phần gọi là hẹn hò giá trị nhất cho anh ngày hôm nay. Thì em nghĩ cũng đã đến lúc em sẽ dành cái phần đó để đi cùng với người đặc biệt vậy. Thật sự mà nói là lúc mà em đưa cho anh cái thư mời đi ấy, thì em có thấy sự bất ngờ của anh. Ừ, anh bất ngờ thật. Đức, em nghĩ bạn nam số 4 sẽ chọn ai? Đối với em thì em vẫn chưa thấy được một cái năng lượng của bạn nam số 4 này toát ra mạnh khi mà hẹn hò với bạn nữ số 4. Rõ ràng thì em thấy là bạn nữ số 4 bây giờ đã bắt đầu bộc lộ hết những cái cá tính của mình. Bạn ấy cũng mong chờ xem bạn nam số 4 này có thể hiện hay không, nhưng mà em thấy bạn nam số 4 này vẫn chưa thể hiện rõ và nhiều. Nhưng mà có thể hiện tí, có thể hiện một tí xíu so với khi mà bạn đi với bạn nữ số 3. Chị vẫn nghĩ là bạn sẽ thiên về bạn nữ số 3 hơn á. Vậy hả? Chị vẫn nghĩ như thế á. Từ lạ thành thương, 20 giờ thứ Bảy trên Vie Giải trí.